Xin chào mọi người, hôm nay Nam sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng về thiết bị tập cổ tay chữ U này nha. Đây, tập thì cực kỳ đơn giản. Đây, chúng ta xỏ tay vào như này. Đấy, cái lớp mút xốp này sẽ đỡ cho chúng ta khỏi đau cái phần cẳng tay như này. Còn mút xốp này thì giúp chúng ta đỡ đau ở cái phần sát vào cổ tay. Đây, tập luyện tăng cường cho chúng ta khỏe cổ tay này. Đây. Đấy, tập luyện thì rất đơn giản thôi. Chúng ta cứ chia ra, mỗi ngày chúng ta tập từ 3 đến 5 hiệp. Mỗi một hiệp như này chúng ta có thể tập từ 12 cho đến 15 set chẳng hạn. Đấy, mọi người thấy này, cổ tay gập vào này, tập luyện. Cái này cũng rất là nhỏ gọn thôi. Mọi người tập luyện thì mọi người có thể mang theo tập luyện bất kỳ đâu, mọi người đang làm việc thì mọi người có thể tập luyện để xả stress này, như là giúp lưu thông máu, giúp các cơ bắp này lúc nào nó cũng linh hoạt hơn này. Đấy. Thì mới đầu tập thì có thể là sẽ cảm thấy hơi đau ở đây. Đây, sẽ cảm thấy hơi đau ở phần này. Đấy, nhưng mà khi mà mọi người tập quen rồi thì cái cổ tay khỏe rồi ấy thì mọi người sẽ không còn cảm thấy đau ở đây nữa đâu. Cái này thì rất là tốt cho những anh em chơi cầu lông này, anh em chơi bóng chuyền hay là bóng bàn, cần một cổ tay khỏe. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều nha. Chào tạm biệt mọi người.